chiến đấu hết mình trong những live show sắp tới. Nghe nhạc ra bắt đầu tập một cách nó hào hứng hơn, nhịp điệu hơn, đúng không? Bài hát Hero là một bài hát có cách xử lý hát rất là khó, nhưng mà bài hát Hero này mang một cái thông điệp rất là ý nghĩa đối với em, thì em muốn gửi thông điệp đó đến người mẹ của em. Em mong là mẹ em sẽ mạnh mẽ hơn để vượt qua những cái khó khăn trong cuộc sống. Đối với em, mẹ em chính là người hùng lớn nhất trong cuộc đời của em. Và em cũng mong em là người hùng lớn nhất trong cuộc đời của mẹ.